cuốn sách này. Đây, giáo trình Southgrad các bạn có thể nhìn thấy, và nó có 5 level tương ứng với lại 5 lớp học của học sinh tiểu học. Thì mình ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn Southgrad 1. Này, đây là một cái cuốn mà đây là bản phiên bản 2, các bạn sẽ có nhiều cải tiến hơn và hỗ trợ hơn. Trong cái Classbox này thì có rất là nhiều giáo trình khác nhau. Tuy nhiên mỗi một giáo trình thì nó sẽ có những nội dung, mục đích và đối tượng học khác nhau. Và giáo trình Southgrad của chúng ta là dành cho học sinh ở lứa tuổi primary. Đây. Khi mà mình vào cái nền tảng Classbox này, ở trong này sẽ có tất cả mọi tài nguyên mà một giáo viên cần đó các bạn ha. Đầu tiên, đây là nút Home là để quay trở về trang chủ để lựa chọn các loại giáo trình khác nhau, các đầu mục. Trong mục Download này sẽ có tất cả những công cụ hỗ trợ cho giáo viên và nó gồm có những gì. Rất nhanh thôi, mình sẽ cho mọi người được nhìn thấy. Rồi phần nghe MP3 và thông tin về sách thì sẽ có tất cả ở đây. Đây trong mục download này, chúng ta bấm vào đây thì các bạn sẽ nhìn thấy. Đó, có rất là nhiều cái công cụ thêm vào cho chúng ta ha. Đầu tiên phải nói đến đó là BizBox. BizBox là một phần mềm để sử dụng trên máy tính tăng cường học tiếng Anh tại nhà cho trẻ em ở đa cấp độ luôn đó các bạn. Và xíu nữa mình sẽ có một phần riêng để nói về BizBox, bởi vì đó là một nguồn tài nguyên, một phần mềm rất là hay luôn mà trong một hai câu thì không thể nào nói hết được. Tiếp đến là Free MP3 tải về và nghe. Wordlist, khi mà sử dụng một cuốn sách chắc hẳn ai cũng sẽ thắc mắc là trong cuốn sách đó sẽ dạy nội dung gì, có những trường từ vựng nào, có những cấu trúc câu nào giúp cho học sinh tiến bộ. Và khi mà học sinh học xong một cuốn sách đó, sau một khóa học đó thì sẽ được những gì đúng không nào? Và trong phần worklist này, khi mà có được worklist, chúng ta sẽ biết được những nội dung mà học sinh sẽ học, liệt kê rất là đầy đủ chi tiết và có hình ảnh minh họa luôn nha mọi người. Xíu nữa mình sẽ mở ra cho các bạn xem. Phần transcript và answer key thì không cần phải nói đến rồi. Nó sẽ giúp cho chúng ta chuẩn bị bài nhanh chóng, dễ dàng và tiện lợi hơn đúng không nào? Không phải mất quá nhiều thời gian nữa. Phần syllabus. Phần syllabus là một phần mà sẽ giúp cho chúng ta cơ cấu được các cái bài dạy trong một khóa học của chúng ta dễ dàng hơn. Là một giáo viên chúng ta sẽ biết được ví dụ như là một bài sẽ học trong bao nhiêu buổi và trong một buổi đó học sinh sẽ cần nắm được cái phần gì. Xíu nữa mình sẽ mở cho mọi người xem. Writing worksheet, work test, unit test, midterm test, final test. Như các bạn có thể thấy hệ thống bài test rất là đầy đủ. Phần tips and ideas, đó là mỗi một bài trong sách sẽ có một PowerPoint hoàn chỉnh, một cái bản trình chiếu để giáo viên chúng ta chỉ cần nhấn nút và sử dụng, rất là tiện lợi luôn. Và các mục khác thì cái này, những phần này mình đã tải về trong máy rồi, bây giờ mình sẽ cho mọi người xem qua một xíu nha. Đầu tiên đó là đây, xem đây là gì nào. Đây là worklist. Chúng ta sẽ có logo của nhà xuất bản Compulsive Publishing bên phải. Bên trái là tựa sách Southgrad 1 Second Edition. Worklist đây. Unit 1 có những từ gì này đó, các bạn nhìn thấy không? Rất là dễ dàng, rất là tiện lợi để mình theo dõi luôn. Đấy, thậm chí là đến cuối kỳ ấy, mình có thể dùng cái này để review cho học sinh luôn. Và ba mẹ về nhà thì mình phát cái này về nhà thì ba mẹ sẽ có thể biết được là hôm nay con học gì. Và cái homeschooling sẽ được chặt chẽ hơn. Đó là ba mẹ sẽ có thể giúp mình kiểm soát và xem là ngày hôm đó con được học gì và con đã nắm được bao nhiêu phần trăm bài học của cái bài tập đó rồi. Mọi người sẽ có rất đầy đủ của cả cuốn sách luôn. Tiếp theo đó là syllabus. Syllabus ở trên này cũng sẽ có tựa sách ha các bạn, và theo từng tháng là 12 tuần này chúng ta sẽ học gì, 2 tiết một tuần thì chúng ta sẽ học gì đó. Tựa đề đây, ở định vị bài ở trong sách. Student book, trang bao nhiêu đến trang bao nhiêu thì sẽ học buổi đầu tiên, và trong buổi đó con sẽ phải nắm được những từ vựng gì. Đấy, sau 2 buổi học của unit này thì con sẽ phải nắm được những từ vựng gì. Và homework, về nhà con cần phải hoàn thành. Đấy, thì
Là một giáo viên, chúng ta sẽ biết tổ chức cái bài dạy, tổ chức cuốn sách của chúng ta như thế nào để hiệu quả và sẽ không bị trễ tiến độ mọi người. Chứ không thể nào mà mình đi học cũng mà mình đi dạy hay là học sinh đi học, không thể nào mà cứ học mãi, đâu thể nào mà một bài chúng ta sẽ học 5, 6, 7, 8 buổi đúng không nào. Thì có cái này chúng ta sẽ biết được chúng ta đang ở đâu, lỡ mà lúc nào mà mình có trễ một xíu thì có syllabus chúng ta sẽ bám, để mà bám vào đó để mình điều chỉnh cho phù hợp nhất. Rồi tiếp theo xin giới thiệu với các bạn, đây là cái một trong những bài test, đó là midterm test. Thì như các bạn thấy là cái cuốn này mình đang giới thiệu với mọi người là cuốn số 1 đúng không nào. Cuốn số 1 thì học sinh đang ở ngưỡng tuổi khoảng 6 tuổi, lúc này các em chưa thể nào mà đọc viết thành thạo được, cho nên thiết kế của bài kiểm tra này rất là phù hợp, đó là giúp cho học sinh đồ chữ và điền chữ cái thôi đó. Midterm mà, bởi vì mới chỉ học được có nửa, một nửa thôi đấy, thì những cái này nó rất là dễ đó. Và các bạn có thể nhìn thấy là ngay từ đây, circle the picture with different beginning letter, thì ở đây là một cái đầu tiên để làm quen với bài test của Cambridge luôn. Thì ở trong Cambridge, ở các cấp độ thì sẽ có cái bài là out one out, tức là cái nào khác với những cái còn lại. Thì bắt đầu từ cái cấp độ nhỏ, các em được làm quen với cái nhỏ như thế này ha. Từ những cái nào mà bắt đầu bằng cái chữ cái khác với những cái chữ cái còn lại. Vậy thì như ở trên, học sinh thì sẽ được điền chữ cái và đồ chữ. Xuống tới đây, học sinh sẽ phải tìm ra điểm khác biệt, hướng dẫn cho các con có thể có được một cái tư duy ngay từ khi còn nhỏ đó. Đây là một cái bài test, midterm test rất là khoa học đúng không nào. Những cái tài liệu này chúng ta đều tải được bằng file Word và PDF ha mọi người ha, cho nên là khi mà chúng ta in chúng ta sử dụng bản PDF. Nhưng nếu như các bạn là những giáo viên đứng lớp và các bạn có nhu cầu thay đổi bài test một xíu thì các bạn hoàn toàn có thể làm được với cái file Word ha. Thì đây là cái Word search. Đầu tiên các con sẽ được nhận diện của nguyên một cuốn sách ha mọi người, được nhận diện, được từ vựng và điền vào đây theo từng ô ly. Sau đó phần này là có lẽ là đã quá quen thuộc rồi, tìm từ, và các con sẽ phải nhận ra mặt chữ khoanh đúng. Như vậy thì các con sẽ nhận ra, ghi nhớ và biết cái chữ đó như thế nào. Sau đó thì làm đến phần word test. Word test này thì sẽ không có phải là đồ chữ hay là viết theo ô ly nữa, mà sẽ các con sẽ được viết tự do đó, để kiểm tra xem các con đã nhớ được bao nhiêu từ vựng trong cái phân phối chương trình của bài học của cuốn sách mình rồi đó. Thì có word search, có word test, đây là phần flashcard, rất là dễ dàng để sử dụng. Bình thường nếu như chúng ta muốn sử dụng flashcard, chúng ta sẽ phải tìm kiếm hình ảnh phù hợp đúng không nào. Nếu mà muốn có chữ thì lại phải chèn chữ vào, sau đó thì in ra và ép rồi sử dụng. Nhưng mà cái phần mà tìm kiếm sẽ rất là mất nhiều thời gian, bởi vì sao ạ? Bởi vì từ ở trên Google tất nhiên cái gì cũng có, nhưng nó không thể nào đồng bộ được như là từ vựng mà chúng ta được cung cấp ở trong cuốn sách này. Vậy thì khi mà một cái flashcard được thiết kế đi kèm với cuốn sách, rõ ràng là nó sẽ bao gồm tất cả những chữ cái cần thiết, những từ vựng cần thiết cho các con để học. Ví dụ như ở đây là chữ eight, mình đã học âm a ha, thì ở đây có and đấy, ở đây có chữ. Và nếu như cụ chúng ta có muốn in thì nên là in một mặt là hình, một mặt là chữ, lật qua lật lại đối với học sinh. Vâng, và khi mà có cái flashcard, có thể nói đây là một cái công cụ phổ biến nhất và có rất rất là nhiều những cái hoạt động trong lớp học để có thể giúp cho học sinh nhớ bài tại lớp với flashcard này. Mình sẽ gợi ý một số cho các bạn ha. Ví dụ như là khi mà chúng ta đang các bạn sử dụng và in cái từ của cái bài số 1 này ra, thì chúng ta có thể giới thiệu với học sinh. Đầu tiên là mình sẽ đưa cái hình ảnh cho học sinh xem và hỏi học sinh what this, để học sinh có thể đoán được đây là gì đó. Sau đó rồi mình mới cho học sinh nghe và dạy cho học sinh về cái từ vựng đấy. Đó là cái phần pre đầu tiên, trước tiên để vào bài dạy. Đó là một cái cơ bản nhất, truyền thống nhất luôn khi sử dụng flashcard. Đến các hoạt động productive
tức là để cho học sinh nhớ bài tại lớp và áp dụng được cái vốn từ mà con đã học được, thì chúng ta có thể tổ chức các trò chơi ví dụ như là đập bảng, clap the board, hay là who's the fastest, ai nhanh hơn. Ví dụ như là trò đập bảng, chúng ta có thể sử dụng flashcard hoặc là body language để miêu tả cho học sinh nhận diện được mình đang muốn nói đến từ vựng gì, ví dụ như ở đây là ant hay là apple, thì để học sinh tự nhận diện được từ đó và chạy lên bảng đập vào cái flashcard mà các con nhận ra. Đấy, nếu mà đúng thì clap your hands, đúng không nào? Thì mình sẽ khen học sinh. Nhưng nếu như không đúng thì sao? Không sao, cho các con làm lại. Và đó là một cái hoạt động để cho các con có thể phản xạ được ngôn ngữ. Nhưng sau đó mình sẽ có thêm các hoạt động khác linh hoạt kèm theo. Ví dụ như là có nhiều những bạn học sinh đó là các bạn đã chọn được mỗi người một cái flashcard của mình thông qua cái việc là nghe, lắng nghe cô, quan sát cô và nhận diện được từ đó. Vậy thì sau đó mình sẽ cho học sinh đọc lại cái từ mà các con đã chọn được. À, của con là gì? Của con là gì? Của con là gì? Và sau đó cùng nhau đọc lên những cái đó thì các con đã được luyện tập nói một lần. Đấy, biến cái từ vựng đó trở thành cái vốn từ của mình để có thể ghi nhớ và sử dụng. Sau đó nếu như mà trong cái khóa học đó mà các con đã cứng cáp hơn rồi, có thể viết được rồi, thì mình sẽ cho con vừa mới chọn, con vừa mới cái flashcard của con là hình ant, đúng không nào? Bây giờ con sẽ go to the board and write down your words, có nghĩa là viết cái từ vựng mà con vừa chọn đó lên bảng. Vậy thì học sinh mình đã được kết hợp những kỹ năng khác nhau, đọc, nghe, nói, đọc, viết kết hợp nhuần nhuyễn để biến tiếng Anh không chỉ là những kiến thức khô khan mà trở thành những kỹ năng của mình. Bởi vì thông qua một cái hoạt động như vậy, rõ ràng là chúng ta đã cho học sinh có cơ hội được nói nè, đúng không ạ? À? Được nhận ra, tức có nghĩa là đọc được rồi đó, tức là đọc ra, nhận ra, sau đó là viết lại và còn nghe bạn mình đọc nữa. Đó là cả bốn kỹ năng kết hợp với nhau, thì đó chỉ là một cái hoạt động, một trong những hoạt động rất là đơn giản thôi nhưng vô cùng hiệu quả đó các bạn. À, vậy thì cái việc mà sử dụng cái flashcard này á rất là phổ biến, rất là dễ dàng và có rất là nhiều những cái hoạt động để có thể áp dụng được. Và trong những video tiếp theo, hy vọng là Trang sẽ có cơ hội để giới thiệu với các bạn lần lượt tất cả những hoạt động chúng ta có thể áp dụng với flashcard, rất là nhiều luôn đó mọi người. Vậy thì đây là flashcard. Và trong cái cuốn sách South Great này thì nhà xuất bản Compass Publishing không chỉ cung cấp flashcard về các từ vựng trong bài mà còn cung cấp flashcard ABC, có nghĩa là theo bảng chữ cái nữa đó mọi người, để chúng ta có thể sử dụng nhuần thay phiên nhau linh hoạt hơn ở trong lớp học, rất là tiện lợi. Rồi, và cái phần mà tài nguyên đó, như lúc nãy mình đã nói, thì cái phần tips and ideas sẽ giúp chúng ta có được cái PowerPoint để sử dụng. Thông thường khi muốn soạn một PowerPoint để dạy thật là hiệu quả thì một PowerPoint để đứng lớp 45 phút thì cái thời gian mà chúng ta bỏ ra để đầu tư cho cái việc sự soạn PowerPoint đó cũng tương tự như vậy, tức là phải 45 phút hoặc hơn, bởi vì chúng ta sẽ phải tìm kiếm hình ảnh rồi tích hợp audio và những thứ khác vào trong cái PowerPoint của chúng ta. Vậy thì bây giờ ở đây nhà xuất bản đã chuẩn bị sẵn cho chúng mình rồi như thế này, và cả những phần nghe, ví dụ như ở đây đấy, phần nghe thì mình không cần phải làm gì hết, mình chỉ cần nghe. Unit 1 A A B B C Track 4 New letters and sounds. Listen, point, and repeat. A, 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 a. Âm thanh rất là rõ ràng và dễ nghe đúng không ạ? Có cả phần nghe và phần minh họa luôn. Đấy, thì chúng ta chỉ việc sử dụng thôi. Đó, và chúng ta không cần phải chọn hiệu ứng hay gì cả, bởi vì đã có sẵn như thế này rồi. Các bạn cảm thấy có tiện lợi không nào? Rất là dễ dàng để sử dụng đúng không ạ? Đấy, và đây là những cái tài nguyên mà chúng ta được hỗ trợ khi sử dụng cái giáo trình này. Và đây một cái dạng ebook để chúng ta có thể sử dụng. Các bạn có thể lựa chọn theo từng hình thức xem, ví dụ như là đây, Trang vừa mới đổi sang một trang sách, các bạn lật ra. Đấy, hai trang sách. Đó.
Vì học sinh của chúng ta là những học sinh tiểu học, cho nên ở đây các em sẽ được đó, các em sẽ được học đồ chữ đấy. Đó, đồ chữ, từng chữ mà mình học A, B, C, netbook viết như thế nào thì các em được sử dụng. Ở trên đây có rất là nhiều công cụ cho chúng ta: list, search, memo, drawing, mình có thể vẽ vẽ lên trong này khi mà mình muốn minh họa gì đó cho học sinh của mình, và mình muốn chèn một cái link vào thì bấm vào đây, zoom mở rộng đó, rất là dễ dàng để sử dụng cho em bao nhiêu. Và quay trở lại, những công cụ này hoàn toàn dễ dàng cho giáo viên chúng ta có thể sử dụng được để làm gì ạ? Để hỗ trợ cho cái việc giảng dạy của chúng ta được dễ dàng và hiệu quả hơn. Đó là về cái phần tài nguyên của giáo trình SoundGrid và cái nền tảng sử dụng là Classbox. Bây giờ mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái phần mềm, đó là BigBox. BigBox này là một cái phần mềm mà chúng ta sẽ tải về máy bằng cái nút tải trong cái phần Classbox hồi nãy đó mọi người. Và mình sẽ mua một cái mã code để về có thể kích hoạt tài khoản và sử dụng. Khi chúng ta kích hoạt tài khoản sử dụng full, có nghĩa là đầy đủ luôn, thì chúng ta sẽ được sử dụng nhiều giáo trình, nhiều cái cấp độ khác nhau. Để làm gì? Để khi về nhà, học sinh chơi mà học, được đắm mình trong một cái thế giới như là TV show, game show và các cái activities rất là hấp dẫn. Nhưng đó không chỉ là chơi đơn thuần, đó là học. Và đây, chúng ta sẽ ở đây có những nhân vật, là tài khoản của mình thì đã có những cái nhân vật này rồi: Sarah, Chandler và Jen. Mỗi bạn sẽ ở một cái level khác nhau. Và một gia đình có nhiều em thì có thể tạo nhiều cái tài khoản khác nhau. Và bây giờ mình sẽ demo cho các bạn bằng một cái tài khoản khác ha. Đây, mình sẽ chọn năm sinh là đây đi. Rồi, giới tính là gì? Mình sẽ lựa chọn một cái biểu tượng nào mà mình thích nè. Mình thích làm gì đây? Ha, thì mình sẽ lựa chọn ví dụ như là một cái a bird. Next. A great prize and become popular. The greatest word quiz show on earth. Các bạn có thấy giống như là những cái An game show OX luôn. OX quiz is the first round of Word King. Choose your answers carefully. You only get one chance to answer. Đó. Thì học sinh The questions sẽ... are quite easy. But remember that the player with the lowest score will be eliminated. Let's begin. Đấy. Vậy thì cow. Mình sẽ xem nó có đúng hay không, và cũng là học thôi, nhưng mà học sinh sẽ được học bằng một cách vui vẻ, thích thú, đúng không? Mình sẽ thử nha. Cat. Đó, điều này sẽ kích thích cái sự ham học hỏi của học sinh. Rồi. Mình sẽ xem những cái khác nữa nha mọi người nha. Và có những cái phần như là đọc nè, nghe nè, có những cái phần là để cho học sinh đó có thể là về nhà và ghi âm cái tiếng của mình lại để xem là đã giống với trong CD hay chưa. Đó, thì những cái này nó sẽ kích thích cái việc học và khơi gợi cái tính sáng tạo cũng như tò mò, ham học hỏi của học sinh. Từ đó thì học tiếng Anh hay là bất cứ cái gì khác cũng sẽ rất dễ dàng hơn rất là nhiều. Và có phần TV show giống như những cái show truyền hình, có video, có phần kể chuyện. Và mình sẽ lần lượt mở cho các bạn có thể xem được những cái này nha. Mouth. Thank.
I'll teach you some new magic. Listen to the spell. Can you come over? Yes, I can. Can you come over? Yes, I can. Yes, I can. Well, let's try again. Compass Publishing. Đó, thì các bạn có thể nhìn thấy là trong phần mềm Bizbox này, học sinh của chúng ta được hỗ trợ học rất là nhiều đúng không ạ? Rất là thú vị, hấp dẫn và rất hiệu quả. Bởi vì các em không chỉ được nghe, viết, không chỉ được đọc mà còn có thể nói để kiểm tra xem cái phát âm của mình đã đúng hay là chưa. Vậy thì phần mềm Bizbox của nhà xuất bản Compass Publishing mà các bạn đang nhìn thấy trên màn hình rõ ràng là một cái phần mềm rất là đa diện để học sinh có thể rèn luyện được khả năng của mình đúng không nào? Video của mình đến đây là hết rồi. Chúc các bạn sẽ luôn dạy và học tiếng Anh một cách hiệu quả nhất nhé, mang lại được nhiều giá trị cho người học nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.